Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lại làm review game đây. Hôm nay anh em mình sẽ cầm số vốn là 47 củ này. Em mình sẽ cùng nhau lên trên con Hit Club để chốt một chút lãi anh em nhá. Đó. Hôm nay thì chốt lãi anh em mình sẽ hỗ trợ cho một cái người anh họ của mình ở quê anh em ạ. Vừa rồi thì anh em cũng biết đấy, có đợt bão lũ nó vừa mới xảy ra. Quê mình thì cũng không ngoài cái tầm ảnh hưởng của cơn bão. Đấy, mọi người thì cũng coi như là may mắn, gọi là không có thiệt hại gì đáng kể về sức khỏe cả. Nhưng mà về mặt của cải nhà cửa thì cũng thiệt hại cũng khá là nặng em ạ. Nhà của ông anh họ mình thì cũng bị tốc mái mất rồi. Đấy, hiện tại thì cũng chưa sửa được. Thì coi như là mình đang có một cái số lãi dư ra như thế này đi. 47 củ này mình sẽ cố gắng chốt lên đâu đấy tầm hơn 50, 54, 55 củ ở đấy nếu đẹp. À, để có thể hỗ trợ cho ông Trung của mình, đấy, ông anh họ của mình có một cái mái nhà mới anh em nhá. Đó, ok. Hôm nay anh em mình sẽ cùng vào cái bộ môn tài xỉu bàn xanh để chốt lãi anh em ạ. Đấy, tài xỉu bàn xanh hôm nay có 7 củ 7 tỷ này, 7 tỏi cái hũ này khá là thơm anh em nhá. Đấy, một trong những cái lý do mà nhiều anh em thích chơi bàn xanh thì chắc chắn tôi cũng biết được rồi. Nào, có cái hũ nổ rất là đã anh em nhá. Ok, vừa mới có một là tay liên tục là 21 rồi, là tay này anh em mình có thể gọi là bắt tầm một củ hai ra tài đi, được chưa? Đây là nó lặp đi lặp lại là một này, hai này, ba rồi, quá tam bà bận, không có chuyện nó lặp lại tay thứ tư rồi. Tôi nghĩ là không, sẽ không có thêm một tay xỉu nữa đâu anh em ạ. Một kể cả có tay xỉu nữa thì tay tiếp theo cũng là 11 thôi, chứ cũng không ra được tay thứ tư là 21 nữa đâu, đúng không anh em? Đó. Đấy, về cùng xem nào. Ui 6 rồi, ui 3 rồi, ui rồi ôi. May là không ra một anh em nhá. 6, 3, 5. Tay tài đầu tiên, anh em mình đã hút. Ok, đấy, 47 củ, bây giờ lên là 48 củ 3 rồi. Đấy, khởi đầu cũng xem là một cái sự thuận lợi khá khá rồi anh em ơi. Ok. Ở đây là vừa mới có là 22 đúng không? Chưa có, à đâu, có rồi, có một con 3, 2, 1 đây rồi này. Đây 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 anh em chia này, 321 này, 321 321 có nhiều 321 lỗi. 321 lỗi 2 cây đây. Đó, lỗi 2 cây này 11 ở đây, tính 11 đấy đấy. Mà đây có 321 rồi. Đây thì là 12 à? Đây là 123 chứ không cho anh em. Đây cũng là 123. Nhưng 123 đây trường hơi ảo nhỉ, hơi khó nhỉ. Ừ. Đây này cảm giác đánh 123 cũng hơi tham anh em ạ. Đánh 123 cầu này nó sẽ phải lên một tay tài nữa. Nhưng mà nhìn ở đây cũng chưa chắc là tài. Thôi anh em mình cứ xem là tay này có tài không nhá. Ui dồi mày chưa anh em. Mình đã thấy nó gọi là hơi cấn cấn rồi. Có 1, 2, 3 mà tay gãy thế rồi. Mà đâu có chuyện lại gần như thế mà lại thêm tiếp 1, 2, 3 mà tròn cầu được mà đẹp, đúng không? Chắc chắn là không có chuyện gọi là dễ dàng như vậy rồi. Đó, đánh cái bộ môn này anh em cũng có một cái tâm lý gọi là suy nghĩ cẩn thận chín chắn một tí. Đó, tay nào gọi là nó chắc chắn anh em mình vào, không anh em mình không vào không sao hết anh em, phải không? Đó, thì đây đây tiếp theo thì gồ ba ở đây mình xem có thể nó lên được đến tầm gọi là 5 hoặc là 4 đấy, 4 này mình tính là 4 này, 4 với con chính gồ hai này mà nó lên tiếp được tầm 5 là 9 anh em ạ. 5 là 9 thì nó chỉ xuống dưới 2 à. Ok, đây mình sẽ vào tay này tiếp anh em nhá. Đó, tay tài này thì anh em mình sẽ thử vào tầm 3 củ đi. Chưa? 3 củ. Đó, còn lại 45 củ để lại mình cấn vào một tí vốn thôi. Coi như là để xem tay này. Ui giời ơi, nó vẫn là xỉu anh em ạ. Vẫn là một cái tay 22 nữa. Chát chúa thế, đùa. Đây anh em nhìn này, 22 này, 22 này. 22 ba lần 22 này, ba lần 22 rồi. Ở đây mà nó thêm được ba lần 22 nữa thì nó lại kiểu giống như tôi bảo đấy, tròn cầu quá, không có chuyện đó đâu. Nên là khả năng ở đây tôi nghĩ là sẽ có một cái xỉu nữa anh em ạ. Và nhìn cái di chuyển của giá trị chính ngầu này, tôi tự tin là tay này sẽ là xỉu nữa anh em ạ. Tự tin như thế thì anh em mình sẽ phải vào gọi là nó maximum lên rồi đúng không? Thêm tầm từ vào 10 củ này, chưa? Thêm 300 nữa,
maximum luôn một tay này. Tay này gọi là tay quyết định anh em mình hôm nay lãi được bao nhiêu đấy anh em ạ. Và cùng xem là tay xỉu này của mình hôm nay đem lại cho mình được một cái số lãi ngon nghẻ hay không. Nó là câu trả lời có anh em ạ. 224. Ôi giời ơi, như này thì còn gì mà chật được nữa đúng không anh em? Đó, đánh một tay thôi lãi ngay, nó phải rơi vào tầm là lên đến tầm 55 củ luôn. Đó. Anh em thấy cái trình độ soi cầu chốt kèo tôi như nào, một tí này không thì anh em chỉ cần nhìn cái tay tôi đánh thôi là anh em có thể biết được ngay được chưa? Đó. Hôm nay thì khởi đầu với cái số vốn nhiễu cũng là tầm rơi vào tầm 47 của anh em nhỉ. 47 củ mà giờ đây được 55 là cũng là được đâu đấy là tầm 7 củ rồi. Đó. 5 54 55 mình cũng là cái số vốn mà mình cũng mong muốn rồi đấy. À, số lãi mình cũng mong muốn rồi đấy anh em ạ. Đó. Cái tay này anh em mình vừa mới ăn tay trước khá là đậm rồi. Cái này anh em mình tốt nhất là nên nghỉ một tay được chưa? Nghỉ một tay lấy đà để tay sau anh mình có thể quay lại chơi nó gọi là nó chín tín hơn anh em nhá. À, ở đây là một tay ba rồi thì khả năng cao sẽ là một tay tài nữa thôi. Úi giời ơi, tôi nói đúng luôn nhá anh em nhá. 543, một tay tài nữa xuất hiện cho anh em mình luôn này. Đó. Cái cầu bây giờ mà soi như thế này tôi nói thật là nhà cái mà thấy tôi đọc cầu như là đọc sách giáo khoa đánh vần lớp 1 như này thì chắc là người ta khóc thét mất anh em ạ. Đấy. Sàm 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 sạm với anh em một tí thôi. Đấy, anh em nào mà đang muốn có một cái khả năng soi cầu đọc kèo chuẩn như tôi này, tôi có ngay một cái link Tele giúp cho anh em có thể thu thập các phương pháp bổ ích ở trên đấy nhá. Đó. Anh em nào mà hứng thú có thể vào ngay trong phần comment tham gia nhóm giúp tôi nhá. Ok, tay này thì anh em mình sẽ vào đây. Vào và anh em mình sẽ đánh một cái tay nhẹ nhẹ vào đấy tài nhá. Tầm một lốp thôi. Một lốp thêm 25k cho nó hết cái phần lẻ. Anh em mình sẽ giữ lại 55 củ lãi tròn trịa nhá. Thấy chưa? Đó, lên được đồng nào hay đồng đấy thôi, anh em mình cũng không cần quá cố làm gì. Đó. Xem nào. Xem ở đây là một tay tài tiếp anh em ạ, 13 tài luôn. Ê, hôm nay thật sự luôn anh em có thể nhìn thấy cái tỷ lệ thắng của tôi nó đang rơi vào tầm 90% rồi, 90% anh em nhá. Đó, đánh toàn ăn các tay to nhá, ăn tay to xong mà tay nhỏ tôi đánh kiểu thăm dò, đánh kiểu gọi là đánh cho vui thôi mà vẫn ăn, anh em biết rồi đấy. Đó, ok, ba này, lấy cây ba xỉu này làm mốc này, hai bên là hai tài. Đây là đang là cầu hai đều á, đây sẽ là cầu ba đều sẽ lên một tay tài nữa anh em ạ. Tôi sẽ vào nốt tầm 243 cành cuối cùng này, tôi sẽ vào nốt tay tài này nhá. Đó, coi như là tay kết của anh em mình ngày hôm nay đi. Số lãi anh em mình hôm nay đã có cho mình là được đâu đấy là tầm 8 củ rồi. Đấy, 55 củ này, 55 củ này anh em mình có thể sẵn sàng gọi là giúp cho anh họ mình ở quê có một cái mái nhà mới rồi. Hợp lý rồi anh em ơi. Đó, thêm một tí rau tí bún nữa vẫn là không phải là chê bởi vì tiền cả mà anh em. Ok nhá. Đấy, tay cuối anh em mình đã chốt thành công và số lãi hôm nay anh em mình có được là 55 củ 474k anh em nhá. Đấy. Anh em nào mà có thấy cái phương pháp này của tôi nó quá là hợp lý easy giúp anh em chốt lãi được cho tôi xin một like một subscribe ủng hộ nha. Đấy, bây giờ thì chắc là tôi phải chuẩn bị thủ tục chuyển tiền cho ông anh thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé. Bye bye tất cả anh em.